Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định xử phạt hành chính với ông Huỳnh Minh Hưng, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, mức phạt 27,5 triệu đồng. Quyết định nêu ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính, biểu diễn nghệ thuật sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội. Cụ thể, trong chương trình biểu diễn nghệ thuật Đàm Vĩnh Hưng Live Concert 2024 với chủ đề Ngày Em Thắp Sao Trời do công ty trách nhiệm hữu hạn Tiếng Hát Việt tổ chức thực hiện, diễn ra ngày 4 tháng 5 năm 2024 tại This Is Sala, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn các tiếp mục Biển Tình, Người Đi Ngoài Phố, Nếu Đời Không Có Anh, Huyền Thoại Một Chiều Mưa, sử dụng trang phục và có gắn các phụ kiện trên ngực áo biểu diễn trước khán giả có vi phạm theo kết luận của hội đồng nghệ thuật của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định ngày 12 tháng 6 năm 2024. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị phạt với mức tiền phạt là 27,5 triệu đồng. Đồng thời ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động biểu diễn 9 tháng theo quy định. Thời hạn thực hiện hình thức xử phạt bổ sung áp dụng kể từ ngày nhận được quyết định này.